Bạn nhỏ nào bữa giờ thất bại cái món dễ nhất hành tinh này á, hôm nay vô qua xương mách lại một lần nữa nè. Thường cái dao hai lưỡi của mình nó rất là mỏng, mình dùng tay mình nới ra như thế này nè cho nó dày mép lại. Bào nó dày dày tí xíu nữa mình chiên nó sẽ đạt yêu cầu hơn như thế này đây. Còn cái khâu bào á, tùy các bạn hay nha, muốn bào tròn hay dài hay xéo tùy thích hả. Sau khi mà bào xong rồi á, mình sẽ rửa qua trước một nước muối cho sạch mủ. Tiếp tục rửa nhiều nước sạch. Sau đó là mình cho ra cái rổ hoặc là ráo nước luôn. Cái chảo của mình bắt đầu nóng, mình cho dầu vô. Dầu thật sự sôi rồi á, mình sẽ giảm lửa vừa và bỏ khoai vô chiên. Chiên lúc này đặc biệt chỉ dạo thôi nha bà con, không được trộn vì trộn nó sẽ nát khoai, dạo như thế này đây. Và một cái mẹo nữa, biết khoai tới là nó ngưng sôi là mình gấp ra để thôi bị khét. Cái lúc này rất là giòn luôn, màu tím thì rất là đẹp. Bây giờ đổ ra, nghe cái tiếng thôi là biết giòn cỡ nào rồi đó. Quá chừng giòn luôn. Khoai lang tím này được cái á, nó ngọt sẵn rồi không cần phải ngào đường. Mà rất giá thành thì rất rẻ nữa, chỉ 5-6 ngàn thôi. Các bạn nhỏ nên trang bị một túi thế này, xem những bộ phim thì mê tít luôn.